Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Thốt Nốt cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận và các phường trên địa bàn quận Thốt Nốt đã được củng cố kiện toàn kịp thời và đi vào hoạt động có hiệu quả. Các lực lượng chức năng đã ban hành đầy đủ các văn bản triển khai hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định. Việc ra soát xét duyệt sơ tuyển khám sức khỏe, niêm biết danh sách, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật kỹ dụ quân sự. Tổ chức lễ giao nhận quân, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định giao quân, đạt 100% chỉ tiêu. Dịp này, Quỹ ban nhân dân quận Thốt Nốt đã biểu dương khen thưởng cho 10 tập thể và 31 cá nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.